Xin chào tất cả các bạn. À, đó là cái tứ đi quyền thoại của Duy Nguyễn, tứ đứng chứ, tứ đứng quyền thoại của Duy Nguyễn. Khi mà Duy Nguyễn có những cái tâm trạng buồn hay là những cái chuyện cần xử lý, đó là thường Duy Nguyễn chọn nơi cao, Duy Nguyễn đứng xuống. Và hôm nay rất là hãnh diện và tự hào đứng trên cái tầng mà cao nhất của THL Gym quận 7, cũng là cái văn phòng làm việc của Duy Nguyễn luôn. Duy Nguyễn nhìn về cây cầu Phú Mỹ biểu tượng của Sài Gòn, nhìn với một tiệm nail thân thương. Từ đó mà nghe nhạc mà này cũng có bài thành phố sau lưng nữa, đúng bài cho các bạn ha. Đây là cái view nhà quận 7 của Duy Nguyễn nha. Là phía trước, phía sau và bốn mặt đều là building hết, mà chỉ có nhà Duy Nguyễn nhỏ thôi. Thì nói chung cảm giác nó cũng khá là tự hào các bạn. Khi mà đứng trên một cái view, mà cái view này không phải là của view, đặt phải view công cộng nha các bạn. Cái view này là view của mình Duy Nguyễn thôi. Tức là vì sao? Tức là khi mà cái nơi đây là sẽ là nơi mà Duy Nguyễn đi qua đi lại, ngẫm nghĩ về cuộc đời, ngẫm nghĩ về những cái món nợ mà mình đã nợ những người con gái trong cuộc đời mình. Là mình đó. đi qua đi lại ngẫm nghĩ đồ thoải mái chưa, nghe tiếng xe, tiếng còi đường đồ này nọ kia, thì nó cũng sẽ có một cái tâm trạng nó vui vẻ để chúng ta bắt đầu một ngày làm việc. Nói nhiều như vậy để làm gì? Thì hôm nay là Duy Nguyễn sẽ giới thiệu cho các bạn là một cái Duy Nguyễn sẽ dành các bạn gần 100 m² để làm một cái văn phòng làm việc cho mình, để làm một cái văn phòng làm việc. Và Duy Nguyễn cũng muốn mình thiết kế xây dựng một cái văn phòng làm việc này thành một cái văn phòng để đời trong sự nghiệp của Duy Nguyễn luôn. Tức là Duy Nguyễn nói câu này chắc là sau này không có văn phòng làm việc nào ghê hơn này, mà chắc là cái này mới là văn phòng làm việc cuối cùng. Thì trong 4 trụ BBT chỉ có trụ Bình Tân với trụ quận 7 mới có phòng làm việc thôi nha các bạn, còn hai cái trụ kia là ăn bờ ngủ bụi, nó không phòng làm việc. Thì cái kết cấu phòng làm việc của Duy Nguyễn thiết kế là một cái bức vách kính dài 12 m, nhìn từ trong ra từ ngoài vô. Đó là một biểu tượng một phòng làm việc mà đối với Duy Nguyễn nó hiện đại, nó thể hiện một cái người giám đốc trẻ trung, đúng không, nhiệt huyết đó, và hiện đại như là Duy Nguyễn. Thì từ những cái bộ phim hoặc là từ những cái video trên mạng, hay là từ những cái bức ảnh mà trên mạng nó đập vô con mắt của Duy Nguyễn, đập ấn tượng Duy Nguyễn là một cái văn phòng hiện đại, nó nằm ở trên một cái cao ốc, các bạn. Nó mà nó có được một cái mặt này kêu là penthouse, một cái penthouse nó đổ ra ngoài nhìn một cái view của New York. Tất nhiên đó trên phim thôi nha. Còn mộng mơ chỉ là mơ ước, tại vì Duy Nguyễn đâu đủ tiền để mà thuê building đâu. Building cao không có tiền thuê. Nên thôi mình làm nhà nhỏ lùng lùng để rồi mà mình sẽ thiết kế được một phòng giám đốc. Nó hiện đại và nó đẳng cấp. Vậy thì bây giờ nó chưa thiết kế bạn, bây giờ đang thiết kế thôi mà chưa làm. Thì bây giờ Duy Nguyễn nói trước để chừng tháng sau mình quay lại cho mình nói mình làm được hay không. Thật ra là video tâm sự và sẻ chia thôi, về cái gu là cái phòng giám đốc của Duy Nguyễn nó sẽ như thế nào đó. Và giờ vô đây chỉ cho các bạn phòng giám đốc Duy Nguyễn như thế nào nha. Đây là một cửa đi vào nha các bạn, đây là cửa đi vào phòng giám đốc của Duy Nguyễn. Và phòng giám đốc của Duy Nguyễn diện tích ở trong á thì nó là 5 m ngang, 12 m dài đó. Diện tích ở ngoài á là gần 2 m ngang, 12 m dài. Thì cái diện tích ở ngoài là diện tích lối đi các bạn, nó rồi nãy lối đi hồi nãy mình tận hưởng về cuộc đời, mình nhìn về cầu Phú Mỹ rồi đó, thấy không, mình ở đây mình nhìn sự phát triển của thành phố thôi. Rồi cái diện tích phía trong là diện tích làm việc. Thì bây giờ Duy Nguyễn bố trí diện tích phía trong thật sự như thế nào thì đã có ý tưởng trong đầu rồi. Bây giờ các bạn comment cho Duy Nguyễn coi Duy Nguyễn dành 100 m² đất, 100 m² á để làm cái phòng giám đốc á, thì ở một cái đô thị mà sầm uất như thành phố Hồ Chí Minh á, mà tất đất tất vàng đó, thì nó đủ chưa, nó đủ để khoe cho các bạn, hay là mình làm video lên cái bị ném đá không ta? Chà, anh nhót lắm nha, dạo nên đi làm video như sợ bị ném đá đó mà. Rồi cái trần này là lúc trước là anh đi làm là anh chưa nghĩ tới cái việc mà sẽ làm phòng giám đốc ở đây, nên cái trần nó thiết kế quá sai, nên cái trần này anh sẽ cho làm lại hết bằng nhựa giả gỗ. Nó anh cho làm lại hết cái trần bằng nhựa giả gỗ, mà nhựa giả gỗ nó mắc vỏ mẹ rồi thôi bạn. Đó rồi cái này lót gạch, cái này sẽ lót gạch cho nó bóng, cho nó xoang lên cho đẹp đó, cái sàn á. Rồi còn hai cái đầu nổi nhớ, tức là hai cái diện tích vách mà nhỏ này, vách hẹp này ở trong pizza nó kêu là... chết mẹ sập nhà hả. Ở trong pizza hay giờ tôi tưởng này bằng pizza đi, ở trong pizza nó kiểu này là băng ngắn, nó kêu này băng dài nha. Rồi ok, giờ cái băng ngắn này nè cũng khó nghĩ đúng không ạ, thiết kế thì sao cho nó đẹp, thiết kế thì sao cho đẹp. Nên Duy chắc là sẽ, thật ra thì cái chỗ này thì chắc Duy làm cái tủ, Duy sẽ làm cái tủ tới đây,
Tại vì sao? Tại vì Duy Nguyễn phải cần đựng những bộ đồ vest của mình, những bộ com lê của mình để ở bên đây, để khi mà Duy Nguyễn ra, Duy Nguyễn dạy học có gì mới mặc com lê, hay Duy Nguyễn làm gì mặc com lê chứ. Mà có com lê mang từ bên Bình Tân qua đây, mang qua mang lại mà nó sao quá. Nên tôi hỏi các bạn nha, thí dụ như cái tủ mà để đây nó có trắng wheel, nó có ngu không ta? Thì cái gì giờ cái wheel mình nó dài quá, nó 12 mét, nó xài đâu hết rồi đúng không? Mình để đây nó trắng wheel có ngu không? Hay để đây thôi? À, để đây được nè. Để bên đây đi hay hơn nè. Để bên đó hơi ngu thiệt. Để đây đi. À, quyết định là để đây còn có lý à. Để đây là có vẻ ok. Để một cái tủ. Một cái tủ dài từ đây qua đây. Ồ, mới có lý à. Rồi, ok. Tủ đẹp. Tủ màu đen luôn. Rồi xong cái này, chỗ này để kính. Đồ mấy chỗ này phải kính đẹp trai nha, show up vô mấy tướng tá đồ, mấy ngon lành mặc vest trong đây thử đồ. Tối chụp hình cho gửi bồ đồ. Dày đồ ha. Rồi cái này để gì? Khó nghĩ đấy. Mặt này nói chung hơi khó nghĩ, từ từ đi, idea. Cái này bên đây tôi có rồi. Bên đây tôi để nguyên kệ súp luôn, đơn giản thực dụng mà. Bên đây là Duy Nguyễn đơn giản thực dụng, để nguyên kệ súp luôn. Kệ súp nó chạy từ cái tủ đầu này tới cái tủ đầu này luôn. Kịch. Để nguyên kệ súp. Đó, là xong phòng đốc rồi. Chỗ này mới là quan trọng nè. Đồ chỗ này mới căng nè. Chỗ này không biết để cái gì đây nữa. Chỗ này thì backdrop là phải để logo BBT. Đó. Để logo BBT ở đây. To ở đây. Để sao cho nhiều cũng đứng á, là logo BBT nó vừa tém đầu thôi. Thiết kế là phải đo, để luôn mà tao đứng mà logo BBT là vừa tém đầu thôi. Để lên hình nó mới đẹp. Mà khi anh ngồi xuống á, là khoảng cách logo BBT của tay cách nhiêu đây. Đó là đẹp. Nào không? Cái sân khấu phải làm cho nó đẹp vô này, vách là vách gỗ. Chơi đồ gỗ cho nó mắc mem. Rồi cái chỗ này chỗ bàn giám đốc rồi. Chỗ này chỗ bàn giám đốc rồi, khỏi khe. Bàn giám đốc nằm ở đây. Đây nè, lối đi ngoài kia vô. Nó bàn giám đốc sẽ đi vô đây nè. Nó đi ngoài đây nè. Nó đi vô đây. Nó tẻ vô bàn giám đốc ngoài đây. Đó, chút xíu là có đội bàn ghế qua đây luôn em. Anh mua một bàn bộ ghế mấy trăm triệu mà. Nó qua tới đây lo luôn á. Vẽ rồi tôi bấm mẫu đồ xong rồi đặt cọc đồ, sản xuất bên nước ngoài nha. Rồi cái trần á, đặc biệt là cái trần anh chơi đèn hai bên, ở giữa là gì, chữ Di Nguyễn, ở giữa là trần đó nha, cái trần á ở giữa đó là anh chơi chữ Duy Nguyễn. Duy Nguyễn, tối mở đèn lên chữ Duy Nguyễn luôn đó, nó thêm một cái dấu ấn cá nhân, nha các bạn. Rồi cái chỗ này trống đây là gì vậy? Bây giờ mấy em đừng có tư vấn là để sofa. Nó sớm thấy mẹ luôn, nó thiệt luôn á. Hả? Để sofa đúng không? Để cầu tuột nữa hả? Không, nó sớm thấy mẹ luôn. Trời ơi, con để phòng đốc để sofa. Sớm. Phòng đốc còn để vậy thôi. Ở đây sẽ để một cái bàn họp. Một cái bàn mỹ đinh. Cái bàn họp. Đó. Cái bàn họp ở đây. Thì anh ngẫm rồi. Bạn đốc cùng lắm mày tới đây cũng gì. Đằng kia ra đây. Rồi cái bàn họp. Bàn họp nó dài 4 mét mấy. Ngô cửa đây mét không mày? Để coi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ô cửa chắc mét rưỡi, gần mét rưỡi gì nữa. Là 4 ô cửa là 6 mét. 1, 2, 3, 4. Nó để cái bàn họp dài. Đây, mét mấy, hai hàng ghế qua đây. Mũ súp đây, đụng quá. Đẹp. Không đẹp không ăn tiền. Đó, anh ok, đi rồi đó. Nhưng mà xong idea của anh coi thiết kế nè. Thiết kế không cho được điểm nào luôn mấy bạn. Thiết kế xấu lắm bạn ơi. Nó có xấu đạo luôn á. Nên anh phải sửa lại bản thiết kế. Và anh xin cố gắng bằng nỗ lực của mình, anh sẽ thiết kế đây thành một cái phòng giám đốc mà kể như nó tâm đắc nhất của cuộc đời anh. Để chỉ có những người vị khách VIP VIP và những con đào nóng bỏng mới được vô đây thôi. Cái đó là anh cam kết với bản thân mình. Còn tất nhiên bây giờ tiền thì anh có, đam mê anh có. Nhưng mà để làm được một cái phòng giám đốc thì nó còn phải có sự hỗ trợ của đối tác này và đối tác kia. Thì anh cũng sẽ cố gắng nhanh chóng đẩy hoàn thiện cái này trong vòng tối đa chậm nhất là nghĩ là tùy thuộc vào hàng. Cái lô bàn ghế nó nhập về nhiêu. Tại vì anh chơi đồ nhập mấy em. Đồ nhập mà giờ nó nhập về lâu hay không thì không biết. Mà cố gắng chậm nhất là phải tháng rưỡi. Tháng rưỡi là phải dứt điểm xong anh này. Để mà làm những cái khác nữa. Rồi, video để khép lại đây nha. Để đây các bạn coi cái lời hứa của Duy Nguyễn như cái sự cam kết nguyên phần giám đốc có làm được hay không. Thì hẹn gặp lại bạn trong cái video tiếp theo. Một chuỗi video về gym, THL Gym quận 7 của Duy Nguyễn.
dưới góc nhìn của một giám đốc trẻ tuổi và dưới góc nhìn của một streamer chính hiệu. Bye bye các bạn, cảm ơn các bạn theo dõi video. Hay thì mua súp đi ba, lái xe là đương nhiên rồi, coi chùa hoài.